Xin chào các bạn. Video này mình làm hamburger nha. Trước tiên là mình cần cái fondant. Fondant mình này mình có hướng dẫn qua, mình sẽ để cái link ở dưới các bạn có gì vô coi ha. Ngay cả đánh kem bơ cũng vậy, mình sẽ để cái link ở dưới. Fondant này mình phải dùng màu, mà màu loại gel chứ không phải là loại nước nha. Làm loại nước là không có được. Rồi bắt đầu, mình đã pha màu hết rồi đây. Tất cả 3 màu. Tiếp theo, mình dùng 15cm cái khuôn mình làm bánh. Bánh này mình đã làm hôm qua. Mình có hướng dẫn làm bánh, các bạn cũng có thể coi lại nha. Mình để cái link ở dưới. Rồi bắt đầu mình cắt bánh ra như thế này. Cái lớp ở trên là mình bỏ nha. Rồi mình cái bánh này mình cắt nó làm đôi. Một cái là mình làm bánh mì, còn một cái thì mình làm giống như là thịt vậy đó. Rồi tiếp theo, cái này là cái bánh mì ở trên. Đây, nó tròn như thế này. Bắt đầu mình trét kem lên ha. Mình trét cho nó đều hết nha. Rồi mình trét cái bánh ở dưới để mình làm cái bánh mì hamburger đó. Đó, mình cũng trét y chang như vậy. Sau khi mình trét xong, nhớ mình bỏ vô trong tủ lạnh cũng cỡ 20 phút để cho cái kem của mình nó cứng lại đó, thì mình bỏ cái fondant lên nó dễ cho mình. Xong hết rồi đây, mình bỏ tủ lạnh nha. Tiếp theo là mình làm những cái rau cải ha, giống như cà chua. Cái cách làm cà chua như thế này, mình cán ra cái fondant ra nhưng mà cho nó hơi dày một tí xíu chứ đừng có để cho nó mỏng quá nha. Mình muốn làm bao nhiêu cái cà chua cũng được, tùy mình ha. Rồi bắt đầu mình cắt. Mình cắt cỡ 3/4 á. Mình cắt như thế này. Rồi bắt đầu mình dùng cái màu trắng, cái fondant màu trắng. Mình cán cái này thì nó hơi mỏng một tí xíu ha. Mình làm cái hộp á. Hộp của cái cà chua á. Mình dùng cái loại mà bấm như thế này là loại bông á, mà có loại nhỏ xíu thôi. Rồi mình cắt ra như thế này. Rồi mình bỏ tí xíu nước lên. Rồi mình bỏ lên cái cà chua như thế này. Nó sẽ giống là nửa miếng cà chua. Nên rất là dễ thương. Mình làm y như thế này, mình làm hết luôn nha. 4 hoặc 5 miếng cà chua. Rồi bắt đầu mình làm cái vỏ bánh ha, cho cái hamburger. Mình bỏ tí xíu bột bắp lên á, để cho nó đừng dính. Rồi bắt đầu mình cán nha. Mình cán cho nó mỏng. Rồi mình bỏ lên như thế này.
mình dùng tay mình vuốt để cho nó dính chặt vô á. Rồi mình lấy con dao mình cắt như thế này đây. Mình lấy nó lên. Mình cắt hơi dư á, để mình ấn nó vô như thế này để nó giữ cái bánh ở trên á, nhìn giống như là cái bánh mì của hamburger vậy đó. Xong rồi. Để qua một bên, mình làm theo. Tiếp theo là cái miếng hamburger ở dưới, miếng bánh mì ở dưới. Mình cũng làm y vậy, mình cũng cán nó ra cho nó mỏng ấy. Mình cũng dùng cái tay của mình vuốt cho nó chặt vô ha. Rồi mình cắt ra như thế này, mình bỏ cái dư đi. Mình làm lại cho nó gọn. Rồi bắt đầu mình bỏ kem lên. Bắt đầu mình trang trí thành cái bánh nha. Cái hamburger á. Rồi cái đây là miếng thịt. Cái bánh này là mình không có bỏ fondant gì hết. Mình để bình thường như vậy. Nó cho nó giống cái miếng thịt á. Rồi bắt đầu mình bỏ kem lên tiếp. Rồi, tiếp theo mình làm gì đây? Mình làm salad đó nha. Mình làm cho nó hơi giỡn giỡn tí xíu mà nó mỏng á. Mình trang trí nó trở thành giống như là cái miếng salad vậy đó. Mình bỏ lên như thế này. Bỏ tiếp theo một miếng nữa cho nó che đậy hết cái miếng thịt đó. Đây. Mình chỉnh sửa lại sao cho nó vừa ý mình. Rồi bắt đầu mình bỏ cà chua lên. Mình thấy vừa ý rồi, bắt đầu mình bỏ kem lên. Rồi mình bỏ cái miếng hamburger trên ha. Rồi bắt đầu mình làm nước cà chua. Thì mình dùng cái màu đỏ của fondant mình bỏ vô lò vi sóng á. Mình bấm cực 30 giây là nó chảy ra giống như thế này. Nó sẽ giống rất là giống là cà chua. Rồi đây, bắt đầu mình nặn nó. Nhìn rất là giống đúng không các bạn? Bánh này mấy em nhỏ rất là thích đó. Con của mình thích lắm. Mỗi lần sinh nhật chúng là mình làm đủ kiểu cho tụi nó hết.
Rồi bắt đầu mình trang trí cái bánh nha. Mình trang trí lên, giống như mình bỏ lên cái dĩa đó. Đây cũng là cái fondant. Mình làm nó hơi có màu nâu một tí xíu. Mình bỏ lên như thế này. Bắt đầu mình bỏ cái bánh lên. Rồi tiếp theo là mình làm khoai lang tây chiên nha. Nó phải có đầy đủ hết. Đó, mình cắt như thế này. Mình lăn cái fondant nó hơi dày một tí xíu ha. Giống như thế này đây. Nhìn giống khoai lang chiên không? Rồi mình cho một tí xíu sốt cà chua nữa. Ta-ra, xong rồi đó. Các bạn thấy có thích không? Các bạn có lời nhắn gì cứ hỏi mình ha. Cảm ơn các bạn. Bye bye.